dựa trên cái hộp hàng anh Phi test cho tới cùng luôn. Ngày xưa giờ test di chuyển xong là xong, còn ngày hôm nay anh Phi sẽ test cho tới cùng luôn cái con này ha. Chúng ta bật công tắc lên là có thể di chuyển tới ha, tới lùi, bật ha, bật cái đầu nó lại. Vậy thì ở trên này nó còn ba cái mốt nữa các bạn. À, cái mốt là cái chế độ chơi á, đây số 1 là điều khiển bằng remote, số 2 á là nó sẽ tự chạy tới chạy lui, số 3 là các bạn mắt nó chạy, còn số 4 thì anh Phi chưa có dịch tiếng Anh. Standby là đứng một chỗ hả, it's the twitch time, các bạn về dịch tiếng Anh giùm anh Phi lên Google dịch. Nhưng để chuyển chế độ mốt này nè, hồi nãy giờ anh Phi phải mò, nhưng mà cách cơ bản á là các bạn quay nó về hướng người của các bạn ha. Đây anh Phi đưa cái bụng vô người nó đây. Đây ha, ở một cái khoảng cách khoảng tầm 8 cm, các bạn nhấn hai cái nút này, hai cái nút trên đầu nó nè, nó có hai cái nút nhỏ đây nè, nhấn hai nút là nó sẽ chuyển mốt, nó chuyển qua cái đầu màu đỏ nè, thấy không, đèn đỏ là nó sẽ tự chạy vòng vòng, nó tự quơ và nó sẽ tự chạy tới vòng vòng chạy lui ha. Rồi ngay thời điểm này luôn, các bạn muốn chuyển mốt thì cầm nó lên, lật cái lưng nó lên cầm ở dưới đó, chứ để dướng mấy cái chân đó. À, các bạn quay vào người các bạn luôn, quay vào người các bạn nè, hoặc là quay vào một cái vật cản nào đó mà cầm ngược như vậy là dễ nhất, anh Phi có thử rồi. Và các bạn cũng nhấn hai nút này một lượt luôn, dùng cái tay các bạn nhấn hai nút này một lượt là nó sẽ chuyển qua đèn xanh. Đèn xanh là chế độ tự chạy á các bạn, không phải đèn xanh là chế độ ngoắt á, ngoắt chạy á, ngoắt nó sẽ chạy, nhưng mà anh Phi không biết ngoắt bằng cách nào đây đó, thấy không, anh Phi ngoắt nè, anh Phi dùng cái ngón tay anh Phi ngoắt đó, để khoảng cách khoảng tầm từ 15 cho tới 20 cm, là khoảng này anh Phi ngoắt đó ha. Các bạn ngoắt thử coi nó đi hay không đó, chúng ta sẽ thử xem coi nó như thế nào. Hồi nãy anh Phi ngoắt nó đi rồi đó, đó thấy không, đó ngoắt đi ha. Rồi cũng ở chế độ này các bạn muốn chuyển qua chế độ số 4 là standby is kick time, là các bạn đưa vào người các bạn trở lại một lần nữa, các bạn nhấn hai nút này là nó sẽ chuyển qua đầu đó, đèn xanh, đèn chớp nháy liên tục là điều khiển bằng remote ha. Đèn đỏ thì nó sẽ tự chạy vòng vòng và nó lắc cái này ha, nè các bạn đó thấy không, anh Phi đưa vô đây là nó nè, thấy không, nè là chế độ xanh đó, các bạn đưa vào đầu nó là nó sẽ phản ứng nè, thấy không, chạy tới chạy lui nè, kéo tới kéo lui không, đó thấy không, đó nó phản ứng theo tay anh Phi nãy giờ luôn á, thấy không, đây là chế độ đèn xanh. Còn muốn chuyển qua chế độ remote thì đưa nó vô người mình ha, khoảng tầm 10 cho tới 15 cm, nhấn hai nút nhỏ nè, ở trên này nó có hai cái nút nhỏ nè, thấy không, nhấn hai nút nhỏ một cái là nó sẽ chuyển qua chế độ chớp nháy liên tục là điều khiển bằng remote. Anh Phi nhớ là anh Phi đã test trọn vẹn một lần rồi, nhưng mà lâu quá không nhớ, và ngày hôm nay anh Phi cũng đã test trọn vẹn rồi. Vậy thì các bạn hiểu rồi ha, bây giờ anh Phi sẽ gặp cái đầu nó lại, cái gặp cái đầu nó lại rồi, ok ha, rồi tắt rồi, đóng hàng để gửi đi cho khách thôi. Hy vọng là đoạn clip này sẽ làm hấp dẫn thêm cái con tắc kè của chúng ta. Nó có tới 4 cách chơi lận nha các bạn. Chơi bằng điều khiển nè, tự động chạy vòng vòng nè, rồi ngoắt chạy nè, và phản ứng theo tay các bạn nè. Một cái cách để chuyển mốt nó là quay cái đầu con tắc kè mở on lên, mà quay cái đầu con tắc kè vô người và nhấn một lượt hai nút ở đây ha, dùng cái ngón tay lớn lớn xíu nhấn một lượt hai nút, nó sẽ chuyển qua chế độ đèn ha. Đèn đỏ là tự chạy vòng vòng, đèn xanh, xanh green á, green là xanh lá, xanh lá là các bạn ngoắt nó sẽ chạy đi theo các bạn đó, nhưng mà phải ngoắt đúng cái chỗ này nha. Và cái xanh dương là chế độ số 4 á, là nó khi các bạn trước cái đầu đó nè, các bạn quéo tay hoặc là nhúc nhích là nó sẽ phản ứng theo các bạn ha. Đó con tắc kè này đủ chế độ nó sẽ là như vậy các bạn ha. Rồi cái cách nó sẽ là như vậy. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều, và hy vọng là sẽ gặp lại trong một clip khác test về một cái món đồ chơi khác tại cửa hàng Abo nhé. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn, khi nãy anh Phi có đóng xong cái con thần rồng đại dương 676201 để gửi về cho một bạn ở Kiên Giang rồi, huyện An Minh, thị trấn thứ 11, khu phố 2. Cái địa chỉ này thì anh Phi đọc anh Phi không thấy quen chút nào, nhưng mà
anh Phi có gọi điện xác nhận với bạn này, cho bạn này ok rồi thì anh sẽ cho, anh Phi sẽ cho gửi bằng đường bưu điện VinBox về cho bạn ha. Còn đây là cái đơn hàng số 2 mà anh Phi sẽ đóng trong sáng nay, cũng là chọn mẫu để test cho các bạn xem luôn. Con này trong thời gian gần đây thì cửa hàng Abo test hơi bị nhiều rồi đó nha, nhưng mà cái đó anh Phi vẫn phải test lại, anh Phi vẫn phải đóng hàng sao cho chuẩn để gửi hàng về Kiên Giang luôn. Ồ, hai đơn hàng này đi Kiên Giang hết. Thị trấn Gò Quao, ở đây là thị trấn Gò Quao, và anh Phi sẽ để lại một chút xíu cái thông tin của cửa hàng Abo ở đây để các bạn có thể liên lạc để mua hàng theo cái cách là gửi hàng tận nơi khi và thu tiền luôn ha các bạn ha. Nhưng trước khi anh Phi test cái hàng này, anh Phi sẽ thui cái sản phẩm này ra và anh Phi gửi gắm chút xíu về hai cái khái niệm gọi là đồng kiểm và khái niệm là chơi thử. Tất cả những cái hàng mà chúng ta gửi đi hiện nay, giao hàng và thu tiền tận nhà thì nó sẽ có khái niệm đồng kiểm. Đồng kiểm là chúng ta sẽ khui cái hộp này ra nè, khui cái hộp này ra chúng ta coi phải sản phẩm của chúng ta hay không là chúng ta nhận hàng, đó gọi là đồng kiểm. Còn cái khái niệm mà chơi thử là khui cái sản phẩm, khui cái hộp này ra xong rồi khui cái sản phẩm này ra luôn rồi lấy cái con này chạy vòng vòng thì không phải nha các bạn. Bên bưu điện họ cũng không cho làm chuyện đó đâu, chỉ là đồng kiểm thôi. Còn về phần kỹ thuật sản phẩm, test sản phẩm thì Abo sẽ làm hết cho tất cả các bạn không cần phải lo lắng gì hết ha. Thì đây là cái con tắc kè điều khiển với mã hàng là 9918, giá bán hiện nay tại Abo là 455.000 và phí gửi về thị trấn Gò Quao, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang luôn tổng cộng sẽ là 491.000. Chúng ta sẽ trừ ra được ha, nó sẽ ra cái phí 491 trừ 455 là 26.000, chi phí cũng rẻ thôi các bạn. 36 chứ xin lỗi ha. Thôi nói chung là lấy 491 trừ cho 455 đây về dưới mà 36.000 thì cái phí đó không mắc đâu các bạn ha. Rồi cái thứ hai nữa là cái thời gian nhận hàng, thời gian nhận hàng thì từ 3 ngày cho tới 5 ngày, nhưng mà nếu mà rớt vô mùa mưa bão rồi đó thì có khả năng nó lên một số ngày, cho nên là các bạn khi mua hàng qua mạng các bạn nên dự trù cái thời gian nó hơi xa xa chút xíu, nhất là các bạn mua hàng để tặng quà sinh nhật ha. Rồi đây anh Phi sẽ bắt đầu test cái con tắc kè, tắc kè điều khiển đây. Anh Phi sẽ lấy con tắc kè này ra. Đấy. Rồi sau khi lấy ra xong thì cái bộ nó là như vậy và cái hộp của nó định hình khá là đẹp các bạn. Cái này mà ai mà thích đổ rau câu quá đem về nhà đổ rau câu thành nguyên cái khuôn của kè luôn ha. Rất là dễ thương. Rồi cái hộp của nó sẽ là như vậy. Đấy, cái cách của nó sẽ là như vậy ha. Một chút xíu nữa anh Phi sẽ đóng hàng cho các bạn xem. Đóng cái hộp hàng này thì hơi tốn hộp chút xíu. Ở Abo thì luôn luôn đóng theo từng hộp nha các bạn. Nó lạ cái là kích thước đồ chơi nó không giống nhau. Từng hộp, từng loại nó sẽ có một kích thước khác nhau, cho nên anh Phi rất là khó để đặt những cái hộp hàng có kích thước sẵn và bỏ vào. Khi đặt hàng những kích thước hộp sẵn bỏ vào có thể nó quá lớn hoặc có thể nó quá nhỏ. Thôi thì bây giờ anh Phi sẽ đi vào cái phần test chi tiết sản phẩm này để các bạn xem ha. Rồi đây chính là cái tay điều khiển của con tắc kè các bạn. Phần test sản phẩm này không đơn thuần chỉ là test đâu nhé, mà là cũng là cái cách chia sẻ thông tin và cái cách chia sẻ cái cách chơi của cái sản phẩm mà cửa hàng Abo biết được để giới thiệu tới khách hàng cũng như là giới thiệu tới người mua. Trên cái tay điều khiển này các bạn để ý nó có chữ ba chữ ABC. Ba chữ ABC này là cái kênh của con tắc kè này nè. Nó sẽ có kênh A hoặc kênh B hoặc kênh C. Và khi chúng ta cho cái pin vào, chúng ta mở cái công tắc của con tắc kè lên thì chúng ta sẽ biết được là con này kênh A, kênh B hay kênh C, và chúng ta sẽ rà ở chữ A, chữ B và chữ C. Mà thông thường cái tay điều khiển để ở chỗ nào khi mở hộp ra thì thường nó sẽ là kênh đó. Và anh Phi đoán nó sẽ là kênh A. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cho pin vào tay điều khiển và chúng ta sẽ bật công tắc của cái con đây nó có pin nữa. Con tắc kè này nó sẽ có những cái viên pin ở dưới này. Rồi anh Phi sẽ cố định gốc máy xong anh Phi sẽ cho pin vào đây. Nhưng trước khi đó chúng ta lật ngược con tắc kè lên. Nếu con đây là con tắc kè thật thì những cái chân của nó sẽ bám lên tường được nhờ những cái bộ hít ở phía dưới này nè các bạn. Nó có những cái bộ hít nó giống như cái độ hít kiến của chúng ta vậy đó ha. Và nó sẽ hít được ở trên tường, nó sẽ bò được ở trên tường. Đấy. Anh Phi có lần anh Phi xem một cái đoạn clip quảng cáo ở Thái Lan của người Thái, họ làm rất là dễ thương. Là cái nước sơn á, khi mà họ sơn lên á, là cái sơn nó có chất chống, chống những cái con thằn lằn tắc kè nó bám dính. Cho nên nó mấy anh thằn lằn tắc kè bò lên trên đó là mấy anh bị té xuống. Cũng rất là dễ thương và mắc cười ha. Rồi bây giờ anh Phi sẽ cố định gốc máy, anh Phi cho pin vào nhé. Rồi gốc máy đã được cố định. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho pin vào tay điều khiển trước cái nè.
thường nó sẽ có những con ốc như thế này, và chúng ta sẽ phải tháo những con ốc ra, nó đơn giản thôi. Đấy, và chúng ta bấm cái chỗ này rồi chúng ta lấy ra, và ở đây nó sẽ sử dụng 3 pin 3A. Pin 3A thì nó như cái nón Úc của chúng ta vậy đó, pin 2A để như nón cỏ ha, cho dễ đó, cái số 3A đó, 2A đó là cái cấp để chúng ta nhận diện cái kích cỡ của viên pin. Rồi anh Phi quăng cái viên nó mất rồi, cầm 3 viên rồi quăng cái kẹp cái mất tiêu ha. Rồi anh Phi lấy lại viên khác. Rồi khi cho pin vào thì đảm bảo đúng đầu cực ha, đầu bằng vô lò xo, nhớ vậy đi, đầu bằng vô lò xo, còn viên chính giữa này đầu bằng vô lò xo là xong. Và chúng ta sẽ gài cái nắp này lại. Và nếu về nhà mà các bạn trong khoảng thời gian từ 1 tuần cho tới nửa tháng mà không chơi thì nhớ gỡ pin ra ha. Đấy. Rồi anh Phi sẽ bắt con ốc vô sau, anh Phi sẽ để con ốc này ở đây cũng vậy, trên con tắc kè cũng vậy, chúng ta phải tháo ốc rồi chúng ta mới cho pin vào, và để coi cái nó dùng pin gì, 2A hay là 3A. Đây, ở đây nó sẽ dùng, các bạn nhìn như vậy các bạn dễ hiểu lầm lắm nha, các bạn dễ hiểu lầm nó chỉ có 2 viên 3A, nhưng thật sự không phải đâu nha, nó là một hộp 4 viên trên dưới, thấy không? Đó, chúng ta moi ra. Nhiều khi có nhiều người về, nhiều bạn á tưởng đâu có 2 viên, gài 2 viên vô nó bật lên hoài không chịu chạy, nói gì cái này nó bị lỗi, không phải các bạn nhé. Đó, sử dụng pin 2A nhé, anh Phi 3A chứ xin lỗi, cái kích cỡ pin nhỏ. Đấy, anh Phi sẽ bỏ vào đây ha, đúng đầu cực nha các bạn, đảm bảo đúng đầu cực nha, và đừng có kéo quá, cái sợi dây này nó cũng chịu lực được nhưng mà tương đối thôi, chúng ta làm nhẹ nhàng thôi, chúng ta kéo quá nó đứt cọng dây á là phải hàng lại cực lắm á, hoặc là nói cực lắm ha. Rồi bỏ nó vào xong, và chúng ta sẽ để cái nắp pin trở lại ha, để vặn con ốc này trở lại. Rồi xong, và bây giờ chúng ta sẽ mở đèn, mở công tắc lên xem coi nó có cái gì. Ở đây nó sẽ có một cái công tắc on off ở đây nè ha, on lên ha. Rồi đèn ở đây nó sẽ cháy sáng khi chúng ta mở on lên nè, off là tắt nè, on lên là đèn ở đây nó sẽ cháy sáng. Nó sẽ có một cái bộ nhận sóng hồng ngoại ở đây nè, là để nó nhận cái sóng từ điều khiển từ đây qua ha. Các bạn đừng có thao tác cái ở đây, các bạn đừng có lấy cây chọt dĩa ở đây, không hay lắm đâu nha. Rồi anh Huy sẽ thử coi nó quay hay không nha, bấm nút tới là nó quay nè, nó chạy tới nè, nó lắc đuôi à, nó có âm thanh nữa đó không đó. Rồi bấm nút chạy lùi thì nó sẽ bò lùi, con tắc kè bò lùi được nha các bạn đó. Còn cái nút bên này á, hai cái nút bên này là để nó bật đó, các bạn không, nhấn cái là nó bật cái màu nó lên nè, nhấn cái nữa là nó bật cái màu nó xuống, nhấn cái nữa nó bật cái màu nó lên, nhấn cái nữa nó bật cái màu nó xuống đó, các bạn thấy không. Rồi bây giờ anh Huy sẽ chạy vòng vòng các bạn xem ha. À, tới nè, bấm cái buông là nó tới ít, bấm cái ha buông là tới lùi nhiều, lùi ít, lùi nhiều đó, thấy không đó, bật đầu đó, bật màu. Rồi anh Huy sẽ nói thêm về cái ABC. Anh Huy đang để cái công tắc này ở chữ A, anh Huy chạy được vậy thì anh Huy chuyển qua chữ B nó sẽ không chạy ha, chữ C nó sẽ không chạy, vậy thì con này là để ở chữ A mà chơi nhé. À, thấy không, hấp dẫn chưa. Rồi bật nó lên nè, đấy, hấp dẫn chưa. Anh Phi sẽ cận cảnh chút xíu để các bạn thấy cái độ hấp dẫn của nó nha. Rồi đây là tay điều khiển, đây là anh tắc kè, anh đang hả họng ra để anh này anh ăn mũi nha mấy bạn, anh thò cái lưỡi ra có mũi, con mũi nào bay ngang anh thò cái lưỡi anh ra với vận tốc 200 km/h để anh bắt mấy con mũi anh ăn, và đuôi anh rất là dài và nó thật sự là đẹp và thật sự là hấp dẫn. Nhưng khi chơi những cái này các bạn đừng bẻ bằng tay ha, các bạn đừng bẻ nó bằng tay, nó đã điều khiển bằng điều khiển thì nên dùng điều khiển để mà mở tắt nó ha. Các bạn bẻ bằng tay nó sẽ nhảy những cái khớp ngàm ở bên trong không có hay ho gì lắm đâu ha. Nè đó, khi các bạn cái chân nó như vậy các bạn đừng có bẻ nó, mà các bạn ha, lùi tới bằng nút chức năng đàng hoàng ha. Đó, tới lùi ha bằng nút chức năng nhé các bạn nhé. Rồi anh Phi sẽ cố định góc máy rồi anh Phi tiếp tục công việc của mình đây.